job. That's good enough. Thank you. Hello, chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình đang ở Irvine. Mình đang ở trước căn nhà mẫu số Resident 3. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trước cửa nhà thì mình thấy có cái patio bàn ha. Đó. Rồi ở đây mình thấy có một bộ sofa để ở trước cửa nhà, có cái quạt luôn. Chiều chiều ra đây ngồi hóng mát. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cửa. Ok, khi mình đi vào cửa rồi, đây là phòng khách. Đây là phòng khách, họ trang trí rất là đẹp, các anh chị và các bạn thấy đó ha. Phòng khách ở đây thì có cái tivi. Rồi ở đây cũng có cái cửa để đi ra ngoài đây. Sân sau đây. Mà chắc họ khóa cửa rồi. Họ đã khóa cửa rồi thì mình đi ra đây. Đây, đây là phòng khách nha. Căn này là 1.6 triệu nha. 1.6 triệu căn này. Đó. Bây giờ để mình đi ra đây coi thử có gì ngoài đây. Đó, thì ở đây cũng có một cái sân nhỏ nhỏ để được cái bàn ở đây. Chiều ra ngồi uống trà. À, bây giờ mình đi vô lại. Ở dưới này họ cái floor họ làm cũng rất là đẹp ở đây. Thì dưới này là cánh cửa, này là đi ra ngoài garage. Ở đây thì là có một cái bathroom, một phòng tắm. Một tắm đứng với lại cái toilet. Bên này là một cái phòng ngủ. Họ trang trí rất là đẹp ở đây. Rồi bây giờ mình đi ra. Rồi mình đi lên lầu. Để quý anh chị và các bạn đi theo mình đi lên trên lầu ha. Để coi trên lầu có gì. Trên lầu có một cái cửa sổ làm cho căn phòng này nó cái cầu thang này nó rất là sáng sủa tại đây. Thì ở trên này thì có nhà bếp. Ở đây có cái tủ lạnh ha, stainless steel. Rất là đẹp. Ở đây có cái lò nướng hiệu cà phê. Đó, hiệu cà phê. Cà phê. Ở đây có cái đầu hút gió. Rồi qua bên này có một cái lò nướng đây. Wow, cái này hình như microwave. Đây là microwave. Rồi ở dưới này là lò nướng đây. Đó, các anh chị và các bạn sẽ thấy lò nướng. Nướng pizza, nướng gà, nướng bánh. Có cái đồng hồ rất là đẹp. Bên này thì có cái island. Island rất là đẹp tại đây.
Nhà này chắc cho người Á Đông ha, thấy họ trưng là ba cái tô với ba đôi đũa ở đây, ba cái tô với ba đôi đũa để sẵn. Bên này có cái máy rửa chén, đây là máy rửa chén. Này cái sink, sink này rất là đẹp. Thì từ cái sink này các anh chị và các bạn sẽ nhìn ra cái phòng phòng khách ở đây ha, phòng family room, có thể đây là phòng family room cho gia đình, rồi có cầu thang đi lên trên. Rồi ở đây thì có cái bàn ăn, chỗ này mình để bàn ăn. Giờ bàn ăn đi ra đây thì mình có cái patio. À, patio ra đây. Họ cũng để trang trí là một cái bộ ghế ngồi ở đây ngoài patio đây. Đó. Này cũng để hai cái bàn, hai cái ghế. Từ đây mình nhìn xuống trước cửa nhà mình và khuôn viên của nhà mình đây. Đó. Rất là yên tĩnh tại đây, chỉ nghe tiếng quạ kêu thôi. Quạ. Mấy con này là mấy con quạ đen á. Rồi bây giờ mình đi vô. Từ ở ngoài đi vô thì các anh chị và các bạn thấy rất là cao, trần rất là cao ở đây, rất là đẹp. Họ có để recessed light đầy đủ hết luôn. Thì ở đây họ cũng có để cái tivi. Mình có thể trưng cái tivi ở đây. Một bộ sofa ở đây luôn. Đó, từ ở ngay góc của nhà bếp nhìn ra thì các anh chị và các bạn sẽ thấy nhà rất là rộng rãi, rất là đẹp luôn. Đó là cầu thang đi lên trên. Thì mình qua bên này để mình coi có gì ở đây. Thì bên này là cái phòng giặt đồ, có cái máy giặt, máy sấy ở đây, rất là đẹp. Giờ đi vào đây là mình sẽ thấy một cái nhà toilet, một cái nhà tắm. Ở đây cũng có một cái nhà tắm đứng với lại một cái toilet ở đây. Ánh sáng từ ở bên ngoài đưa vào rất là sáng sủa, rất là đẹp luôn. Giờ đây là một cái sink rất là rộng rãi. Thì các chị và các bạn thấy không? Sink rất là đẹp. Thì ở kế bên cái toilet này thì mình sẽ có một cái phòng ngủ. Đây. Bên này họ cũng trưng bày đầy đủ hết. Đây là cái phòng ngủ thứ nhì. Ở dưới lầu thì có một cái phòng ngủ. Ở trên này cũng có một cái nữa, đây là cái thứ nhì. Cũng rất là rộng rãi ha. Thì phòng ngủ này cũng có cửa sổ nhìn ra ngoài. Rất là đẹp đây. Họ cũng đang build, họ cũng đang phân đất ra, họ đã build nhà ở đây. Thì hồi nãy cũng giống như mình đã nói là căn này là 1 triệu 6 nha, quý anh chị và các bạn. 1 triệu 6 cho căn này. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra. Sàn họ lót bằng gạch, gạch nhưng mà có đường vân giống như là gỗ vậy đó. Rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên tầng thứ ba. Đây. Tầng thứ hai là nhà bếp với một phòng ngủ. Bây giờ mình lên tầng thứ ba. Thì từ ở trên tầng thứ ba mình đứng nhìn xuống. Đây, đây là cái view mình nhìn xuống, mình nhìn thấy cái phòng khách. Cái đèn, nhà bếp ở dưới này. Rất là đẹp quý anh chị và các bạn. Nhà đẹp quá. 1 triệu 6 tại thành phố Irvine. Rồi bây giờ mình đi lên trên lầu. Tầng thứ ba trên lầu. Đứng từ trên lầu mình nhìn xuống. Đây là phòng khách ở dưới. Trên này thì họ để đồ dụng cụ tập thể dục. À, có thể option là xây thêm một cái phòng ngủ tại đây. Nhưng mà ở đây thì thấy họ để trống như thế này và họ để dụng cụ tập thể dục ở đây.
cũng có cửa sổ nhìn ra phía ngoài rất là sáng sủa. Đấy, họ cũng có để kiến và một cái tivi ở đây khi tập thể dục và coi tivi. Rồi bây giờ mình vô đây thì đây có thể là phòng ngủ master. Đây là phòng ngủ master nha. Đó. Sáng sủa và rất là đẹp. Đây là phòng ngủ master. Ở đây họ để một cái giường king size với hai cái tủ hai bên và cái đèn. Và ở đây cũng có cái patio đi ra ngoài cho cái phòng ngủ master đây. Bây giờ mình đi ra ngoài. Đó, cũng có một cái sân nhỏ nhỏ đây. Thì từ ở sân này mình có thể nhìn ra nhà hàng xóm kế bên đó và con đường ở phía trước. Mà dưới đó, dưới này là tầng thứ hai của nhà bếp đi ra. Và bên này thì mình thấy nhà kế bên họ có để một cái gắn solar cho nhà luôn. Đó là nhà kế bên đó. Hai nhà cách nhau chắc khoảng 4 feet hay là 8 feet gì đây. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong phòng ngủ master. Đó, rất là rộng. Và bây giờ mình đi vô phòng master nha quý anh chị và các bạn. Ở dưới của họ lót gạch rất là đẹp ha. Và họ cũng để một cái này cái là cái bồn tắm. Và cửa sổ nhìn ra sáng sủa luôn. Nằm đây thư giãn, ly rượu đỏ. Sau một ngày làm việc mệt nhọc là hết sảy luôn. Qua bên này là cái toilet bên này. Vào bên trong này thì là họ để tủ quần walk-in closet. Bên này mình thấy họ trưng đồ của đàn bà. Rất là đẹp. Rồi thì bây giờ mình đi ra. Ra ngoài đây thì mình sẽ thấy phòng tắm đứng tại đây. Kế bên là cái bồn tắm, cái bathtub. Và bây giờ đây là phòng tắm đứng. Và cái sink cho hai người à, rất là rộng rãi, đẹp luôn. Rồi từ ở master bathroom mình đi ra. Bên này mình thấy họ lót thảm. Đây là phòng ngủ đây. Rồi trở ra đây là phòng đi ra. Thì tất cả căn nhà này ở dưới là hình như là 4 phòng ngủ với là một cái option để build thêm một cái phòng ngủ nữa. Rất là đẹp. Nhưng mà giá thì tới gần 1,6 triệu cho căn nhà này. Từ đây mình nhìn xuống đó, đứng chỗ phòng chỗ tập thể dục đây, mình sẽ nhìn xuống thấy được cái nhà bếp với là cái phòng living room. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi xuống nhà này và mình đi qua coi cái căn khác, cái căn kế bên coi nó như thế nào. Ok, đây là phòng khách như hồi nãy mình đã giới thiệu. Rồi bây giờ mình đi xuống. Nhà này có 3 tầng lầu nha quý anh chị và các bạn. 3 tầng lầu cho căn nhà này. Bây giờ mình đang đi xuống tầng thứ nhất đây. Hồi nãy mình có giới thiệu rồi đó. Thì tầng thứ nhất thì nó có một phòng ngủ, một phòng tắm và một cái phòng có thể gọi là phòng để tiếp khách ở đây. Từ cái ngõ đi vô nhà, phòng này là phòng tiếp khách. Đó. Bây giờ mình đi ra cửa. Rồi cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Mình sẽ quay căn nhà kế bên. Mời quý anh chị và các bạn cùng đón xem. Goodbye. Thank you.